Rồi rồi, trạng thái cuối rồi. Từ từ. Ủa mình gì là lâu lắm vậy đi nhé. Cậu bé đầu cốc tập 2. Ok thì mình sẽ tiếp tục cho cuộc hành trình nha. Hôm trước là tôi chọn cái con Cuphead đúng không? Con còn lại tên gì tôi quên rồi. Mugman hả? Ok thì lần này chúng ta không phải là cậu bé đầu cốc, chúng ta là Mugman. Mà Mugman là gì ta? À đây rồi, người đàn ông mang thai. Ha? Thôi. Theo cái chúng ta sẽ quay lại với lại cậu bé đầu cốc. Thì lần trước chúng ta đã phá đảo được đảo 1 và đi đến được đảo 2. Và tôi nghe nhiều bạn bảo rằng cái đảo này tôi sẽ ăn hành ngập mặt. Nhưng tôi không tin. Chứ cái trình đấu gọi là phán xạ của tôi thì bao cái game này nó quá bình thường đúng không? Cái này cái gì đây? Chú hề baby. Ô, con chú hề. Ui da, chơi mà chơi xe điện đụng. Phá mấy con vịt trên trời chưa? Mỗi lần mà nó ngước mặt lên cái là mình lướt liền nha. Rồi, quen rồi. Trời ơi. Rồi, hình dáng tiếp theo của mày đâu? Tại sao phải làm vua khi ta có thể làm thần? Wow, ui cái đầu nó to lên. Trời ơi là trời. Ôi ôi mấy con bong bóng đầu chó này. Mẹ cay thế nhờ. Mày. Chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn. Cái gì đây? Rồi hiểu. Quá dễ với em. Trời ơi. Quá dễ với em. Bớt làm trò hề lại đi. À mà hả, nó là hề mà. Tích nhiều đam tí coi nè. Nát đít mày chưa. Trời ơi. Ok. Ui. Má chơi mà cứ có một con mũi nó ngồi nó chờ chực. Nó ngồi nó đợi mình sơ hở là nó chích cái. Ngoài game thì lo mũi chích. Trong game lo bị chó cắn. Thôi mấy anh trai, mấy anh trai đừng cắn em, tội nghiệp em. Ây da. Mấy anh trai ơi. Xin lỗi quý vị nha, em phải uống miếng nước. Rồi. Ôi còn hai máu quý vị à. Để coi như nào, trạng thái cuối cùng của nó là cái gì. Rồi mày sao? Mày tính làm gì tao? Ôi. Hình dáng thật của nó nè. Tôi nhảy lên mấy cái này được không? Được. À ok, hiểu. Bắt cua lên đây gì? Mấy chai banh nhỏ này đi. Thử đi mua thêm skill coi. Smoke bomb, invincible dash. You will not take a damage during a dash. A great defense. Oh, có nghĩa là trong mỗi lần tôi dash là tôi sẽ gọi là bất tử hả? Thế ngon nha. Ngon rồi, đâu. Anh quay lại với chú đây. Để tôi thử nha, lúc mà nó lao tới mình lướt cái thử coi như nào. Nice. Rồi có vẻ ngon rồi quý vị ơi. Bruh. Rồi hết ngon rồi. Bruh. Vãi cái. Tập trung né mấy cái con chó này trước mà. Đó mấy con chó là mấy cái con mà. Mấy con chó. Mày lên đây. Đem cái đập xích cho mua mày lên đây. Mày cười đi con. Má một máu không làm lên mùa xuân đâu bay ơi. Ui. Trời ơi. Rồi chúng ta đã đánh bại được chú hề baby rồi nha. Wow, rồng à, rồng này là rồng châu Âu nha quý vị. Rồng châu Âu là có cánh, còn rồng châu Á là không có cánh. Ây da, khoai à, khoai lang à, ây da, rồi. Không được rớt khỏi những đám mây.
Nó địa địa, tôi chuẩn bị né mấy quả cầu lửa xong nó chọt cái đuôi từ dưới đít lên, nó chọt đít tôi luôn quý vị. Quá nhiều quả cầu lửa được đẩy ra rồi, nhưng mà không viên nào dính hết. Quá buồn cho bé rồng. Mà bé rồng đi đâu rồi? Rồi nó chuẩn bị biến thành hình dạng mới rồi đó. Uầy, cái gì đây? Cỡ nào cỡ cũng chết với tôi à. Ây da, rồi tôi chết mẹ nó rồi. Ây da. Có thể đây là không phải là game khó nhất quý vị à, nhưng đó là cái game ức chế nhất mà em từng chơi quý vị à. Quá nhiều chiêu thức mẹ mày gọi là tới một lúc quá, thành ra là em không kịp phân tích. Thôi mày. Ở cái dạng thứ hai nó phun ra được những cái con gì gọi là Fire Spirit hả? Những linh hồn lửa hả? Và hình như là tôi phải đứng ở giữa thì tôi mới bắn dính được nó quý vị à. Đứng ở những trên đám mây cao mình sẽ không bắn dính được nó. Mà đứng gần ở dưới quá thì bị mấy con Fire Spirit này nó bay lên, nó chích vô đít. À, nè mình đi chữa lành tí đi. Con này hơi bị nhức đầu rồi. Ôi, thần đen á. Đây là thần đen á. Ô, nó cho mình gì kìa. Không. Cái này mình phải né chứ không phải nó cho mình. Oh my god. Ô, nó thọc biến rồi. Bắn vô cái đầu để mở đường. Rồi còn phải né mấy cái, né mấy cái lưỡi cưa nữa. À, cười con mẹ. Ôi, quan tài pha rong hả? Oh, what the hell. Tên lửa đạn đạo. Nóc ao mày chưa con? Rồi, nó cút rồi, tôi cũng sắp cút rồi. Nó định làm gì đây? Ô, gì đây? Cái gì đây? Một con rối hình đầu cúp à? What the fuck? Nó cũng biết chiêu cho mình luôn. Tao đi chữa lành mà hình như tao bị nặng hơn mày ơi. Bây giờ mà con nào đánh quen là mình nên đánh luôn, đánh cho xong. Chứ bây giờ đi qua con mới là nó ra chiêu thức mới, không đỡ được. À, I try so hard and what so for. Rồi trạng thái cuối, cuối ba đầu á. Ghidorah. Ra mình đã tới được trạng thái cuối của nó rồi quý vị à. Ui xồ. Ui xồ ơi. Rồng ơi. Rồng á. Không ổn rồi. Cái đà này là tao sẽ bị ăn hành dài dài nếu như mà không có một cái trang bị gì đó mới. Ờ đúng rồi. Ờ, các bạn còn nhớ cái tòa nhà trắng này không? Ở tập trước có nhiều bạn comment nếu như tôi muốn giết được những cái con ma mà màu hồng đó thì tôi phải sử dụng khả năng parry trong game. Đây parry parry là hình như vậy nè. Đó, à, rồi hiểu luôn. 10 seconds later. Victory. Ôi, rồi sau nữa. Woo! Ui. Cái chum nó mở ra rồi, có một ai đó bay ra. Trời đất ơi, tôi không biết làm sao để nói lời cảm ơn vì bạn đã cứu tôi. Không có gì đâu. Cái gì vậy? Nó mới cho tôi cái gì hả? Tuyệt chiêu mới hả? Tuyệt chiêu mới hả? Như tôi có rồi. Ồ, có tuyệt chiêu mới. Rồi mày chết. Mày với tao còn rồng lộn kia. Mua cái nào bây giờ? Thằng này nó lừa cái gì mà lâu vậy trời. Hãy mua thử cái này nha anh em. Tôi thấy cái này cũng gọi là ok nè. Không cần nhắm bắn mục tiêu là nó tự bắn cho mình hả? Tầm bắn chung với lượng đam khổng lồ nhưng mà bắn chậm hả? Thế mua cái nào ta? Bán đồ cho mấy thằng nghèo này hồi chắc tao dẹp tiệm luôn quá. Tôi thì cũng phải là gọi thuộc dạng không biết bắn. Thế là mày muốn mua cái gì? Mua thử cái này nha. Một cái lopper nha quý vị. Rồi, vậy giờ thử đánh con rồng bằng cái này. Ủa, coi. Má thành công chúa bong bóng rồi, bắn toàn quả bong bóng thôi quý vị à. Bong bóng tím lắm. Đấy, ít ra mình cũng phải có một cái thứ gì đó mới mẻ để chống lại cái bọn này. Ôi, cái cây này nó lợi bà cố nội mẻ luôn. Khỏe. Trời ơi, ta nói nó khỏe.
Sai sao? Ui! Đù! Quý vị thấy chiêu vừa rồi không? Rồi, tôi còn 3 máu. Còn lâu tôi mới thua quý vị à. Bruh. Ây da. Bruh. Ây da, chết mẹ rồi. Tôi sắp thua rồi. Chủ quan. Super Idol đi sâu lên. Chết mẹ mới đi. Rồi. Trời ơi. Ôi. Đây rồi. Finally. Thôi ngon lành, mở ra cái gì đây? Shit man, đường 7 màu. Đường này chắc thích hợp cho mức Mandy lắm nè. Lại cái tòa nhà màu trắng này. Vậy là tuyệt chiêu mới nè hả? Tuyệt chiêu mới. Không ngờ bạn có thể đi được tới đây. Không những đẹp trai mà còn chơi game hay nữa. Tôi quyết định sẽ tặng cho bạn cái món quà này. Trở nên bất khả xâm phạm trong một khoảng thời gian ngắn. À. Ô cái gì vậy? Ui. Ma. Cái gì đây? Bánh bông lan hả? The fuck? Hay là bông chuột chuối? Mỗi lần nó ra một cái con khác nhau quá gì à? Em đang đỡ được. Đổi súng. Cái gì vậy? Có cái con gì minion ở dưới vậy? Rồi. Phá gì đây mình Út? Mày kêu ra đây, mày kêu xem thằng ra đây. Nhiều kẹo quá. Rồi dạng cuối hay gì nè. Thôi tôi chết rồi, toan tôi rồi. Ôi, cái đầu bay ra. Bỏ ném cái đầu bỏ ra kìa. Chị ơi. Yes sir. Ồ, tôi mở qua được vùng đất mới nè quý vị. Rồi, hợp đồng linh hồn tiếp theo ở hòn đảo thứ hai. Bên đây có hồ nước gì nè quý vị. Ôi. Tên lửa đạn nào? Cúi đi. Rồi. Hiện nguyên hình của mày đi. Ôi, dạng thật của nó đi nè. Bỏ mẹ tôi rồi, tôi chưa biết cái gì hết. Meanwhile. Cái gì vậy? À. Ulti. Đây rồi. Boom. Thần đèn với tôi hả? Đi thần đèn liền. Cuối cùng thì thần đèn cũng phải có một ma đèn, phải gọi là cái con mà khó nhất trong đám từ nãy tới giờ. Một căn nhà biết bay. Ui. Từ từ. Chưa hiểu gì hết. À rồi, quả trứng đó nó sẽ nổ và nó giăng một nùi quả trứng vỏ. Vỏ trứng ăn thử cái gì vậy? Chiếc mánh của mày rồi. À, nấy cây cũ rồi à. What the fuck? No, quá trời lông rồi, quá trời lông. Oh no. Hành xử cho giống một con chim đi. Người ta chim đẻ bằng lũ đi, mày đẻ bằng mồm hả mày? Chim nó kêu mắc cười quá. Chơi được. Mệt quá, mắc cười quá. Còn uống cái gì ấy? Rồi chẳng ai khác rồi quý vị. Ok. What the hell? Ai mà chơi sống mày? Trời ơi, trời mà chơi sống. Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu?
tới trạng cuối hay gì rồi. À, nhập viện rồi. Rồi ai mới là người cần nhập viện á? Mày xong rồi, mày xong rồi. Boom. Khó thế, khó thế, khó thế. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ok. Alright. Rồi, có vẻ như là chúng ta đã xong được hòn đảo thứ hai rồi hay sao nè. Rồi, sắp tới cái chỗ khốn nạn rồi quý vị ơi, quý vị sẽ được thấy một cảnh tượng hy hữu bay trên bầu trời. À, nhìn nè. Đó, cực xanh nè, đó, cực vàng nè. Rồi, thằng này ăn gì đây má, này chắc ăn tương ớt dữ quá nè. Rồi, trời ơi, má sầu riêng. À, thì ra là cái bánh hot dog này. Nãy giờ mày quăng cực. Mìa. Nữa, gặp khứa này nữa. Hello Chowin, em lại gặp anh nữa rồi. À, lần nào anh cũng nói chuyện rất là nhanh gọn lẹ không quý vị. Mình qua đảo ba nè. Rồi rồi rồi, hình như nó ba về nó báo gọi là chú quỷ phi phai của nó rồi. Người thấy đấy, ta thấy được những điều đặc biệt ở những tên đó. Nhưng mà đừng có chắc chắn như vậy quá sếp à. Tôi nghĩ là có điều gì đó đáng ngờ về hai cái tên này. Đừng có run rẩy như vậy anh bạn à. Mà nếu như hai tên đó có cố gắng làm điều gì đó thì cũng đáng để chờ đợi đấy. Ok, thì chúng ta đã qua được hòn đảo mới rồi. Hẹn quý vị ở tập tiếp theo. Nhớ like video để Bé Man sớm ra tập 3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.